Em, hôm nay anh có 8 quả cam, 8 quả cam và 3 cái đĩa. Bằng cách nào em chia đều cho 3 cái đĩa này có số quả cam bằng nhau? Đấy, khó chia chưa? Chia đều cho 3 cái đĩa này có số quả cam bằng nhau. Đúng rồi. Nhưng mà có 8 quả, bây giờ 8 chia cho 3. 8 chia 3. Không được, phải 9 quả mới được chứ. Khó vậy, nếu mà em làm được nhá. Anh cho em một tập polymer cộng một hộp kem em đang xài nhá. Wow. Anh đã đặt cho em rồi đó. Anh... Sao anh biết em thích cái kem này anh mua? Anh thấy em xài ở trong tủ mỹ phẩm của em có. Anh mua cho em hộp. Không, đúng hàng chính hãng không ấy chứ. Hàng này chính hãng, chuẩn luôn. Đâu? Oh. Đấy. Kem đi nha, trời ơi, kem này đúng rồi. Xả luôn. Vậy nhìn hộp kem sang chảnh như này mà kem mới tinh. Đúng không? Chất kem đúng cái mùi thơm không đã. Mới tinh thấy không? Thấy không? Đầy ạc, thấy chưa? Rồi, ok. Mới luôn, anh mới đặt về từ hôm qua. Ok, thơm á. Ok, ok. Rồi. Cộng thêm 500 nghìn cho đi uống cà phê với bồ thoải mái. À quên. Cà phê với bồ luôn. Cà phê với các mọi người thoải mái nhá. Bây giờ quan trọng là như nào ta? Cà này rất là khó luôn. Có 8 quả, chia đều. 8 quả đúng không? Bây giờ mỗi bên là bên này có 3 quả này. Tuy thoải mái. Bên này có 2 quả này. Bên này có 2 quả là sao đều? 3 3 2 không được. Làm sao mà trong 3 đều cho 3 đĩa? Như này được không? Này làm sao được? Này thì mỗi bên 4 quả. Cái gì vậy anh ơi? Đúng không mọi người, như vậy là bốn bên bốn quả này á đều rồi mà, đúng không mọi người? Đâu có được. Sao ta? Không được à? Không được, ba đĩa nó phải đẹp. Mọi người cứu em số với. Số quả cam đều nhau nha. Cứu em với để em nhận được cái kem body với lại 500 ngàn này mọi người ơi. Chứ em không biết làm sao ta. Mọi người có ai có cách gì comment cho em nha.